Thương ai? Thương con. Tại sao con thương Su? Thương chừa ghế cho con. Thương chừa ghế cho con hả? Mẹ còn chừa hơn cái chuyện đó nữa, mẹ chừa đồ ăn ngon cho con nè. Cái gì mẹ cũng dành điều tốt đẹp cho con. Bạn gái con nói có chừa ghế cho con mà con thương nó, con không thương mẹ có nghĩa là sao? Rồi hôm qua con nói con ngủ làm sao? À, trong giấc mơ có chỉ có bạn Su với sông thôi, không có mẹ đó. Rồi con làm sao? Con giúp Su hả? Con nhảy xuống cứu Su cái gì? Biết bơi. Biết bơi à? Trong giấc mơ là biết bơi à? Rồi trong giấc mơ thì cứu bạn Su. Rồi ví dụ ở ngoài thiệt mà mẹ với bạn Su cùng té dưới nước rồi làm sao? Con giúp ai? Không. Rồi mẹ? Cha lúc. Cha đâu đó? Cha ngủ lúc mơ mẹ. Cha thấy mẹ mà. Thôi đừng nói vậy. Cha không có đó là chắc pháp bỏ mẹ chết queo luôn rồi. Lúc hơi ngủ luôn có hai cái cài dài à. Mà sao giúp được hai người? Một mình con à, con nhỏ thì sao con giúp được hai người một lượt? Mẹ đâu cũng cảm ơn tấm lòng của con. Mẹ hiểu rồi.